Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại giống mới, đó là giống đậu Hà Lan nha các bạn nhé. Thì cái giống này là giống leo này, chứ không phải là giống lùn. Thế thì cái đậu Hà Lan này sẽ được trồng như nào thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách trồng đậu Hà Lan bằng hạt nhé. Và tôi sẽ cắt cái gói hạt giống này ra xem là trong túi này nó có bao nhiêu hạt. Được tầm 50g các bạn ạ. Đó, tức là vào nửa lạng đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ cho cái hạt đậu này vào trong nước ấm. Đây, tùy các bạn cho vào ngâm bao nhiêu lâu. Các bạn trồng như thế nào thì các bạn sẽ cho vào các bạn ngâm như vậy. Thế thì sau khi các bạn ngâm bằng nước ấm độ khoảng tầm 30 phút thì các bạn sẽ vớt ra. Thế thì cái đậu Hà Lan này nó không chỉ là một cái món ăn bổ dưỡng mà nó còn cung cấp rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư, tăng cường sức khỏe tim mạch. Đó, tức là đậu này rất tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Thế thì sau khi các bạn đã ngâm được 30 phút rồi thì các bạn sẽ vớt hạt này ra và cho vào một cái khăn ẩm. Rồi các bạn sẽ gói vào. Chúng ta sẽ làm cho cái khăn này nó ẩm. Các bạn sẽ nhúng nước và các bạn sẽ vắt nước đi. Thì sau khi mà các bạn đã vắt bớt nước như vậy rồi thì chúng ta sẽ ủ khoảng tầm 1 ngày. Thì để cho cái hạt của chúng ta nó lứt lanh ra và chúng ta sẽ đem ra gieo vào đất. Thì cái phần đất trồng để chuẩn bị cho cái hạt giống đậu Hà Lan này này là các bạn có thể mua cái đất ở ngoài chợ, đó là đất Chip Park. Thì cái loại đất này nó sẽ trồng cho cây của chúng ta rất là tốt. Hoặc không thì các bạn sẽ sử dụng với cái tỷ lệ đất như sau. Đó là đất thì đất phải là tơi xốp cộng với phân bò, cộng với phân bò là phân bò hoa mục nhé, cộng với phân gà, phân chuồn quế, vỏ trấu và sơ dừa. Đó, tức là các bạn sẽ trộn với những tỷ lệ như vậy vào với nhau thì các bạn sẽ tạo thành một cái hỗn hợp đất rất là giàu chất dinh dưỡng cho cái cây trồng của chúng ta. Thế sau khi mà các bạn đã cho đất vào trong cái dụng cụ mà chúng ta đã sử dụng rồi thì các bạn sẽ cho cái hạt của chúng ta. Đây, các bạn sẽ lấy khoảng cách ra nhé. Rồi các bạn sẽ tưới nước. Đây, chúng ta tưới cho ẩm đất để hạt của chúng ta có cái độ ẩm trong đất thì nó sẽ nảy mầm và lên cây rất là nhanh. Tưới nước xong rồi thì các bạn sẽ cho cái khay này vào trong chỗ râm mát để chúng ta sẽ tránh được những con côn trùng nó sẽ ca tha bắt cái hạt giống của chúng ta. Thì sau độ khoảng tầm 3 đến 4 ngày hoặc không thì lâu hơn thì có thể là tầm độ khoảng 7 đến 10 ngày thì là cái hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm. Thế thì tôi lưu ý là trong cái quá trình mà các bạn mà để cho cây nảy mầm lên thành cây con ấy thì các bạn cũng lưu ý là cái về cái phần độ ẩm này của đất thì nó phải tương đối được ẩm thì là cái hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm lên cây con rất là nhanh. Thế sau độ khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì là cây con của chúng ta sẽ lớn lên, nó sẽ bắt đầu lên những cây con. Thì các bạn vẫn duy trì cái độ ẩm và khi cây lên được khoảng tầm 4 đến 5 lá thì lúc này các bạn sẽ bón lót phân hữu cơ. Thì phân hữu cơ thì gồm có phân bò và phân dê và phân chuồn quế. Thế còn cái lần đó là chúng ta bón lót lần phân đầu tiên. Còn cái làm giàn ấy thì các bạn sẽ làm giàn khi cây đậu Hà Lan của chúng ta xuất hiện những cái tua cuốn đầu tiên thì các bạn sẽ làm giàn cho cây. Và cái làm giàn theo kiểu chữ A như là theo kiểu mà chúng ta làm giàn của đậu cô ve này hay là làm giàn cho cây cà chua đấy, tức là chúng ta sẽ làm giàn theo kiểu như vậy. Thì là các bạn sẽ làm giàn cho cây theo cái kiểu chữ A. Chiều dài của cọc thì từ 1,5m cho đến 2m, 1,5m cho đến 2m. Và cái nguyên liệu để làm giàn đó là như là cây, những cái que hay là những cái cây như là trúc, nứa, đó, tre đó. Thì là chúng ta sẽ cắm giống và chúng ta sẽ làm giàn cho cái đậu Hà Lan của chúng ta. Thế sau khi mà cây đã được khoảng tầm 50
50 phân rồi thì các bạn sẽ có thể chuyển chậu. Lúc này các bạn chuyển chậu nhé. Thì chuyển chậu thì các bạn sẽ chọn vào cái ngày râm mát hoặc là cái hôm nào đó mát trời thì các bạn sẽ chuyển chậu. Thì các bạn cũng chuẩn bị cái chậu nó to một chút thì là các bạn sẽ chuyển ra. Và chúng ta cũng cho cái với cái thành phần đất như là tôi đã nói ở trên là để chuẩn bị mà gieo hạt ấy, thì là chúng ta cũng chuẩn bị cái thành phần đất như vậy. Thì các bạn chuyển đất ra thì chuyển cây con ra bên chỗ ngoài cái chậu lớn hơn ấy, thì các bạn cũng chuyển cho cái cây của chúng ta nó thật nhẹ nhàng. Các bạn tránh làm đứt mất cái rễ của cái cây của chúng ta thì nó sẽ bị chết sót và nó sẽ bị đứt rễ, thì nó không tốt cho cái sự sinh trưởng phát triển của cây đậu Hà Lan. Thế với cái quá trình như vậy thì cái lần bón phân thứ hai đó là khi cây đậu Hà Lan của chúng ta ra hoa thì các bạn sẽ bón tiếp một lần bón phân nữa. Và cái lần bón phân thứ ba thì là khi các bạn thu hoạch quả được lần một rồi thì các bạn sẽ bón tiếp phân lần nữa. Và các bạn sẽ kết hợp với làm cỏ này, vun sới sáo đất mỗi một lần bón phân. Thì chúng ta sẽ sới sáo đất hết lên và chúng ta làm cỏ sạch sẽ đi và chúng ta sẽ bón phân. Đó. Thế thì cái thời gian mà để thu hoạch của cái cây đậu Hà Lan này khoảng tầm 80 cho đến 90 ngày. Thì các bạn cái đậu Hà Lan này các bạn nên thu lon quả một chút. Đó. Thì để quả ăn nó sẽ rất là ngon và ngọt và giòn. Thì các bạn lên thu vào buổi sáng sớm nhé. Thì là cái chất dinh dưỡng nó vẫn còn nhiều ở trong quả thì nó rất là dồi dào mà. Chúng ta ăn quả đậu rất là ngon. Thì cái chiều cao cây của cái đậu Hà Lan này là tầm 100 cho đến 150 cm. Đó, thì nó cũng khá là cao rồi đúng không ạ? Thì là các bạn sẽ làm dàn cho cây. Và cái nhiệt độ để sinh trưởng và nhiệt độ gieo của cây đậu Hà Lan này nó rơi vào từ 15 cho đến 25 độ, hoặc là vượt quá ngưỡng thì cũng chỉ là 30 độ thôi. Nếu mà các bạn mà để vượt cái quá ngưỡng 30 độ này thì cây của chúng ta nó sinh trưởng phát triển rất là chậm. Đó, và nó cho cái chất lượng quả ra hoa cũng kém hơn. Thế thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách trồng đậu Hà Lan bằng hạt là như vậy. Thì cũng qua cái video này tôi cũng mong tất cả các bạn là có thể là trồng cho mình được, nhà mình được một cái dàn đậu Hà Lan rất là ngon và tự cung cấp được cái rau sạch cho nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.